Làm việc với Bảo Thanh Niên, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đã thông tin một số nét khái quát về lễ hội vì hòa bình năm 2024. Theo đó, lễ hội vì hòa bình năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2024 với năm hoạt động chính, gồm ngày hội đạp xe vì hòa bình, khai mạc lễ hội vì hòa bình, giao lưu âm nhạc, giai điệu hòa bình, lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế Hương vị miền hoa nắng và chương trình ước nguyên hòa bình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị Bảo Thanh niên bảo trợ truyền thông cho lễ hội vì hòa bình và phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hoạt động ngày hội đạp xe vì hòa bình. Tổng biên tập Bảo Thanh niên Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ đồng tình, thống nhất về ý tưởng đề án tổ chức lễ hội vì hòa bình tại Quảng Trị và cam kết Bảo Thanh niên sẽ đồng hành và bảo trợ truyền thông cho toàn bộ lễ hội vì hòa bình năm 2024, góp phần tạo sức lan tỏa về các hoạt động của lễ hội đến với công chúng trong đó bảo sẽ có kế hoạch truyền thông cụ thể, ưu tiên tăng dày thời lượng trên tất cả các nền tảng hiện có. Đối với hoạt động ngày hồi đạp xe vì hòa bình, bảo thanh niên sẽ tham gia vào thành viên ban tổ chức kêu gọi xã hội hóa cho hoạt động này. Tại buổi làm việc với gia đình nhà sĩ Trình Công Sơn, đại diện gia đình nhà sĩ rất hào hứng về việc sẽ đồng hành phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức đêm nhạc Trình Công Sơn trong chương trình lễ hội vì hòa bình năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sao đài phát thanh truyền hình tỉnh chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan, ban ngành địa phương và gia đình nhạc sĩ tổ chức đêm nhạc trình công sơn đạt chất lượng tốt, nhằm góp phần vào thành công chung của lễ hội và mang đến cho khán thính giả những xúc cảm sâu sắc về tình yêu, tình quê hương đất nước, về thân phận con người và ước nguyện hòa bình trong âm nhạc trình công sơn.